Xin chào quý vị các bạn, ngay phía sau tôi đây có rất là nhiều những dòng cục đẩy công suất đến từ những thương hiệu khác nhau cũng như mức công suất khác nhau. Và tại vì sao chúng tôi lại bày rất là nhiều những dòng cục đẩy công suất này là bởi vì đây là những sản phẩm đang được bán chạy nhất tại Bảo Châu Oleg. Và nếu quý vị các bạn muốn biết chi tiết về những dòng sản phẩm này, xin hãy theo dõi tiếp phần sau video của chúng tôi. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Oleg, các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và trên đây là top 7 sản phẩm cục đẩy công suất đang bán chạy nhất tại Bảo Châu Oleg. Đầu tiên đó là sản phẩm cục đẩy liền vang đến từ thương hiệu BK Sao. Đây là một trong những thương hiệu cực kỳ mới tại thị trường Việt Nam nhưng đã tạo được tiếng vang rất là lớn qua các sản phẩm như vang DSP 9000, cục đẩy liền vang DP 3500. Và đây là sản phẩm cục đẩy với thiết kế rất là bắt mắt. Các tính năng thì cực kỳ hiện đại, kết nối Bluetooth không dây, chỉnh số mạch DSP, có điều khiển từ xa, có cổng quang. Và đặc biệt công suất của dòng cục đẩy liền vang này lên tới 350W nhân 2 kênh. Quý vị bạn có thể sử dụng cho những cặp loa bát 25, không gian sử dụng từ 15 cho đến 25m2 với mức giá 5.890.000 đồng cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Và trong top 7 này, đó không thể thiếu được một trong những thương hiệu cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu SAE. Đây là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng về sản xuất mạch cục đẩy công suất. Và sản phẩm nằm trong top 7 này đó là sản phẩm CT6000 đến từ thương hiệu SAE. Đây là dòng cục đẩy công suất với công suất sử dụng trung bình lên tới 600W nhân 1 kênh ở chế độ 8 ohm. Và đặc biệt sử dụng mạch Class D, một trong những mạch Class thế hệ mới nhất. Thiết kế thì màu đen, tông màu đen rất là đẹp mắt và thể hiện sự sang trọng. Chiết áp chỉnh phía trước gồm hai chiết áp, hai kênh riêng biệt, có đèn hiển thị các chế độ chạy của cục đẩy công suất. Và đặc biệt giá thành của sản phẩm này đang có mức giá bán tại Bảo Châu Oleg là 6.650.000 đồng cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Và tiếp theo đó là sản phẩm thứ ba. Đây cũng là một trong những mẫu modem mới nhất vừa được các kỹ sư của SAE thiết kế và cho ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó là sản phẩm nằm trong series TX, bản phiên bản TX 1200. Với thiết kế màu chủ đạo là phía trước mặt màu trắng bạc rất là đẹp mắt với hai đường chỉnh, hai chiết áp đường chỉnh, hai kênh riêng biệt cho từng loa và chế độ đèn báo đầy đủ các tính năng hoạt động của cục đẩy công suất. Và đây là một trong những sản phẩm mà được tích hợp những công nghệ hiện đại mới, mạch Class D, nguồn xung, một trong những cái nguồn mà chịu được điện áp cực vô cùng lớn, sản sinh ra nhiệt lượng ít nhất và đặc biệt đó là đem lại cho chúng ta cái trọng lượng và thiết kế gọn nhẹ nhất cho gia đình nhà mình. Công suất của dòng cục đẩy này lên tới 500W nhân 1 kênh ở chế độ 8 ohm, hoàn toàn phù hợp chơi được những dòng loa bass 25 và mức giá của sản phẩm này đang được bày bán tại Bảo Châu Oleg là 6.900.000 đồng cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Và sản phẩm tiếp theo cũng nằm trong những cái series mới nhất tiếp tục của SAE, thiết kế thừa hưởng theo người đàn anh Lex Pro PQM13. Thì sản phẩm nằm trong series PXM, đây là phiên bản PXM7 với công suất sử dụng trung bình là 700W nhân 1 kênh. Chiếc cục đẩy SAE PXM7 này hoàn toàn chơi tốt những dòng loa full bass 30, bass 25 và thậm chí dòng loa làm bass 25. Quý vị các bạn có thể sử dụng trong không gian gia đình khoảng từ 20-30m2, hoàn toàn phù hợp với sản phẩm này. Sản phẩm này thì dựa trên thiết kế sử dụng công nghệ hiện đại nhất, đó là mạch Class ID, một trong những mạch Class thế hệ mới nhất và cũng sử dụng nguồn xung như người đàn anh. Do đó, dòng cục đẩy này hoàn toàn chịu được các điện áp vô cùng lớn, đưa ra khuếch đại công suất lớn và đặc biệt sản sinh ra nguồn nhiệt lượng rất là ít, đảm bảo độ bền bỉ cho dòng cục đẩy công suất. Với thiết kế rất là nhỏ gọn, trọng lượng thì có thể nói là nhẹ nhất hiện nay. Với giá thành 6.590.000 đồng, quý vị bạn sở hữu ngay dòng cục đẩy công suất 700W nhân 2 kênh và chế độ bảo hành của nó lên tới 25 chính hãng. Và sản phẩm thứ 5 trong top 7 cục đẩy công suất bán chạy nhất tại Bảo Châu Oleg đó là sản phẩm đến từ thương hiệu Mỹ, một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là Anto Professional. Và sản phẩm này đó là sản phẩm AT700. Đây là một trong những sản phẩm mà có mức công suất 600W nhân 2 kênh ở chế độ 8 ohm. Tích hợp sẵn mạch Class D cũng như là một chiếc nguồn xung nên trọng lượng của chiếc cục đẩy này rất là nhẹ. Đặc biệt sản phẩm này có mức giá bán tại Bảo Châu Oleg 8.500.000 đồng cùng chế độ bảo hành 1 năm chính hãng.
Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được một trong những chiếc cục đẩy công suất với công suất rất là lớn, lên tới 1.200 W nhân 1 kênh, đánh ở chế độ 8 ohm. Đây là dòng cục đẩy công suất đến từ thương hiệu SAE CT12000X. Với mức giá đang bán tại Bảo Châu Elec là 11.500.000 đồng cho công suất 1.200 W nhân 2 kênh, có thể chơi tốt những dòng loa full bass 40, sub kép bass 50. Và quý vị các bạn có thể sử dụng sản phẩm này cho những bộ dàn kinh doanh hay những bộ dàn chuyên nghiệp cao cấp. Hiện tại sản phẩm này thì được tích hợp một trong những cái mạch class thế hệ mới nhất, đó là mạch class D cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Và sản phẩm cuối cùng cũng là sản phẩm thứ 7. Đây là một trong những sản phẩm mà được đánh giá trên thị trường tại Việt Nam hiện nay, một trong những sản phẩm cực kỳ cao cấp. Sử dụng một trong những mạch class thế hệ mới nhất, đó là class Y. Và sản phẩm này là sản phẩm đến từ thương hiệu Farm Mustang, modem 7406. Đầu dòng 7406 là dòng cục đẩy công suất 4 kênh, mỗi 1 kênh nhân 600 W. Và quý vị các bạn có thể chơi tốt dòng cục đẩy công suất này vào một cặp loa full bass 30, một chiếc súp hơi, súp đơn, súp hơi bass 50. Hoặc quý vị các bạn có thể chơi tốt hai cặp loa full bass 40, bass 30, hoàn toàn phù hợp với dòng cục đẩy công suất này. Và hiện tại đối với phiên bản Famous Sound 7406 này thì hiện tại có giá bán tại Bảo Châu Elec 13.600.000 đồng cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Và ngay bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại một lần nữa mức giá của top 7 cục đẩy công suất bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec. Đầu tiên đó là chiếc cục đẩy liền vang đến từ thương hiệu BK Sound DAP 3500 với mức giá 5.890.000 đồng cho cục đẩy công suất 305 W nhân 2 kênh. Cục đẩy thứ hai đó là cục đẩy SAE CT6000 với mức giá đang phân phối tại Bảo Châu Elec là 6.650.000 đồng cùng chế độ bảo hành 25 chính hãng. Cục đẩy mới nhất của thương hiệu SAE bản TX 1200 W với mức giá 6.900.000 đồng. Và đặc biệt đó là phiên bản Elec Pro PX-M7 với mức giá 6.590.000 đồng đang bày bán tại Bảo Châu Elec. Tiếp theo, một thương hiệu đến từ Mỹ đó là cục đẩy AT700 với mức giá phân phối chính hãng tại Bảo Châu Elec là 8.500.000 đồng và một trong những cục đẩy công suất cực kỳ lớn 1.200 W nhân 1 kênh ở chế độ 8 ohm, đó là bản SAE CT12000X với mức giá phân phối là 11.500.000 đồng và đặc biệt đó là sản phẩm cao cấp nhất trong top 7 cục đẩy, đó là cục đẩy 7406 dòng 4 kênh với mức giá phân phối là 13.600.000 đồng. Quý vị các bạn nhanh tay sở hữu một trong 7 cục đẩy bán chạy nhất tại Bảo Châu Elec bằng cách gọi điện qua tổng đài 1900-0255 của Bảo Châu Elec để được đặt hàng online, giao hàng tận nhà miễn phí 30 km. Ngoài ra quý vị các bạn có thể đến trực tiếp các showroom của Bảo Châu Elec trên toàn quốc để mua sắm những sản phẩm hot nhất này. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Quý vị các bạn hãy nhấn nút like cũng như subscribe kênh YouTube của Bảo Châu Elec và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất, những sản phẩm hot nhất và những chương trình khuyến mại lớn nhất của Bảo Châu Elec. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!